Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bảng thi đấu đầu tiên, cuộc chạm trái các thành viên của Rainbow Warriors và đối thủ của họ Team Wales. Ai sẽ là đội có được khởi đầu với chiến thắng đầu tiên của bản thân mình tại VCS 2024 mùa xuân này? Cho nên là trong giai đoạn đi đường, anh ta sẽ muốn đè nén lane của Yuki nhiều nhất có thể, chưa kể đó là ăn cho mình một vòng rừng là từ trên xuống đến từ cả hai người chơi đi rừng. Nên tôi nghĩ là Binzai cùng với cả Sport sẽ đụng độ nhau khá là nhiều ở trong giai đoạn này. Binzai ta sẽ khởi động với lại nửa cánh trên bằng việc là ăn sớm bài chim, còn trong khi đó thì Sport anh ta cũng tự một mình ta biết được là Binzai đang đi đâu. Còn ở phía cánh ngược lại, team của họ không biết được là Sport đang đi đâu. Cho nên Sport đang rất là thoải mái, tự tin di chuyển vào và phát hiện thấy được bù xanh Binzai vẫn đang ăn. Đường dưới cánh đang đẩy, nếu như Nautilus và Varus chạy vào là sẽ bị thọt lính ngay lập tức. Cho nên đây chỉ là cuộc trao đổi mà thôi, và người vẫn giữ được bù xanh đó là Binzai. Anh ta sẽ lui về, còn trong cái Sport hiện tại vẫn đang suy nghĩ để xem là mình ăn tiếp hay là mình nhường cho Binzai. Một cú sóng âm đến từ Binzai đã bay vào rồi, Izep đứng gần, đó là cái bộ kiện kết hợp tông được Binzai lên. Bia đang di chuyển tới, Artemis cũng đang di chuyển tới. Cuộc chiến này hiện tại nó vẫn đang tương đối mông lung, chưa biết bên nào thắng. Xuyên tâm kích trúng ngay thành phiền, Izep lùi ra và tạm thời con cóc vẫn đang được ăn một cách rất chăm chỉ đến Sport. Và hình như Lee Sin không có ý định tranh cướp, họ có thể ăn nó một cách trọn vẹn hay không được. Sau pha mất tốc biến của Yuki thì 100% là được, không một ai dám chạy ra đây có thể cản cả. Cua ở nửa cánh trên dành Binzai, ba con sâu hư không cũng dành cho anh ta luôn. Do là Artemis đã cản Sport biến về sớm nên là anh ta mất cái nhịp di chuyển ra, chưa kể đó là ở khu vực cánh trên thì người chơi đường trên của Rainbow Warrior anh ta mất cái tốc biến, anh ta phải di chuyển về sau đó mới dịch chuyển ra lại. Anh ta mất thế so với lại Sparta nên là Binzai đơn giản là ăn ba con sâu thôi. Mặc dù là đánh nhau nhiều ở trong giai đoạn này nhưng mà người đang có lợi thế ở khu vực cánh trên của bản đồ đó là Team Well. Họ rất là thoải mái, nhưng Sparta sẽ cần phải có được đợt lính này. Anh ta di chuyển ra vào thời điểm mà đợt lính còn chưa đẩy vào trụ, đồng nghĩa việc là Sparta sẽ không bị mất nhiều về lượng chỉ số lính. Anh ta vẫn sẽ có thể kiểm soát nó một cách cực kỳ thoải mái. Trước khi đến anh ta về với những món trang bị vô cùng mắc. Ui, VE, Sport đã bị cản lại rồi. Anh ta mất đi combo kỳ kích, anh ta đang kêu gọi thêm vài sự hỗ trợ nữa. Sport cũng đang tương tự, nhưng mà đây có hai người đứng kế Sport là Easy Love và Jin. Cho nên chắc là di chuyển ra là khiến cho đối phương Yuki đang bị đốt vô cùng đau đớn, và đó là chiến cái đầu cho Sparta. Và chiến công đầu dành cho Sparta, mặc dù không có thiêu đốt nữa nhưng mà sau khi mà đối phương mất cho mình cái tốc biến rồi thì phản đòn rồi. Phía bên này sau Glory đã bị dính thiêu đốt, anh ta vẫn lùi về được. Ba người của Rainbow Warrior di chuyển ra để có thể ganh vào Glory, không mất tốc biến vẫn lùi về được. Nhưng mà Easy Love ở cánh dưới thì sao, họ đang phải trả giá cho người chơi xạ thủ của mình khi mà liên tục Artemis cùng với KBE ép vào người của Easy Love, và đây có thể là giáp trụ đầu tiên dành cho Artemis cùng với KBE. Binzai vẫn đang di chuyển và tạo ra những khoảng trống áp lực chiêu cuối đã có. Nếu như sợi xích mà trúng là Easy Love đi bụi, Jin cũng đang bị tấn công, Binzai đang cản một lực cản vô cùng lớn để giúp cho Artemis có được thêm vài lớp khiên nữa. Artemis vẫn đang rất rảnh, anh ta rất là thoải mái tóc biến để né khỏi tình huống tấn công đến Jin, chuyển sang sóng âm trúng móc đã trúng có một kỳ kích không kịp, và Artemis tìm được màn hạ gục đầu tiên dành cho bản thân của mình. Combo không kịp, tốc biến không kịp, Sport đã phải nằm xuống trong pha vừa rồi khi mà VE cùng với Binzai đã có pha phối hợp quá tuyệt vời để có màn hạ gục dành cho Artemis trong ngay giai đoạn này. Một khởi đầu vô cùng tuyệt vời đến các thành viên của Team Well. Họ không chỉ thắng ở đường trên trước đó, họ solo kill và họ thắng ở khu vực Binzai di chuyển ở đây, tổ chức băng trụ trong khoảng thời gian mà Yuki vẫn chưa có tốc biến. Nếu như Yuki mất phản đòn để ăn lính và để thủ là Binzai sút về ngay lập tức. Yuki đang đứng và Binzai bắt đầu di chuyển tới, mưa tên lửa rải trên cái đường của Yuki đang đi, sóng âm đã trúng bay vào sau khi mà cung cú nổ long cước vô cùng tuyệt vời, trụ bắn thêm phát nữa, Sparta cũng không nằm. Chiến công thứ ba của Team Well trong bảng thi đấu này. Cho dù có phản đòn nhưng mà Yuki không thể nào thoát được trước cái lượng sát thương cũng như là cái sự phối hợp đến từ Sparta cùng với Binzai. Một lượng AC này có thể bê hết công trình của bạn luôn. Bây giờ đây là con sâu hư không thứ tư đã có rồi, không ai xuống rồi. Không bất kỳ ai bên phía của Rainbow Warrior di chuyển ra để thể cạnh tranh với Binzai này cả. Họ có thể nhắm tới con rồng tiếp theo của ván đấu, một con rồng đất và cũng là con rồng thứ hai. Nhưng mà Team Well có lẽ như là họ sẽ không để cho đối phương có mục tiêu này một cách dễ dàng. Một vấn đề nó sẽ hiện lên ở trong giai đoạn sau, bởi vì rồng gió là rồng đầu tiên, tức có nghĩa là những con rồng sau đều rất ngon. Bỏ qua rồng đất rồi đó, bây giờ con rồng tiếp theo tôi muốn biết xem là con rồng tiếp theo sẽ là con rồng gì sau khi con rồng đất này được ăn mà thôi. Nếu như nó là rồng lửa thì thôi rồi. Thôi rồi. Ván đấu mà nó kéo càng lâu là bên phía Rainbow bây giờ lại gặp nhiều trắc trở. Nhưng mà hình như là họ vẫn muốn cạnh tranh. Họ muốn cạnh tranh chứ, tham vọng cao. Tại vì tham đồ của Varus đang nhiều hơn, cho nên là sát thương chắc chắn sẽ cao rồi. Một pha sử dụng dư cũ nhảy vào một thử dùng người của Bia. Bia sẽ phải nằm vọng đại để chấn giữ chân Artemis lại. Artemis sử dụng thanh tẩy sau khi bị dính đại băng tiễn. Anh ta vẫn đang cố gắng gây sát thương, mà ta đã phải nằm xuống Glory đẩy được Sport vào bên trong trụ, nhưng trụ nó không bắn. Binzai bên
đây một mình gần hai. Anh ta sút vào thành viên, anh ta đang sống mầm và đeo bám vào người của Easy Love. Tóc biến lên băng hít cùng chưa đủ combo kỳ kích gõ cái đổi mạng. Còn Glory một mình gần hai là được. Anh ta đang điều những con lít cắt của mình đâm vào người của Jin, đâm vào người của một thành viên nữa đó là Easy Love. Easy Love đánh được vài thăm nổ không câu trở lại được, nhưng các đối động vẫn còn có đó. Một hit đánh thường, hai đánh thường, ba hit đánh thường. Glory có được bài hạ gục tiếp theo cho bản thân mình. Mặc dù là cự ly đội hình của team Rồng bữa nay được ăn team Well thật sự đặt nặng, rất nặng cho những mục tiêu lớn. Bộ họ có tham vọng cao, Spot đang muốn giành lại. Artemis dứt điểm được Easy Love ở khu vực đường dưới. Easy Love đang cố gắng thủ nhưng mà thủ không thành công, sớm vào không trúng được bị dày. Bia phía bên trái di chuyển tới bằng tất cả những gì mà đang có, công cụ còn đầy đủ. Artemis đang đợi hồi lại cái chiêu cuối của mình. Còn Rainbow Warrior tại băng tiễn lấy đâu ra mà chơi, cho nên họ quyết định lùi về. Họ mất người, họ mất luôn cái đại băng tiễn của Easy Love rồi, cho nên là cái việc cạnh tranh tôi nghĩ là hơi mạo hiểm. Và những gì mà họ mạo hiểm đã phải trả giá quá nhiều. Một bây giờ trong tình huống này đó là bọn họ có đầy đủ thông tin ở ngay khu vực bụi cỏ. Ford combo kỳ kích vào đại địa chấn, người ta đã xài trước đó. Một hit gõ, hai hit gõ có thêm khả năng hỗ trợ tốc độ. Và Ford gõ thêm một phát nữa, 750 đồng rơi vào tài khoản của ta. Biến xe di chuyển tới sông mầm ra trúng mày và đã có một cú sút nhưng mà không thương vào người của Artifact. Artifact tiếp tục dí theo bằng kỹ năng quyền của mình. Combo kỳ kích đã có, Zin tóc biến lên sử dụng chiêu cuối đại băng tiễn mà không trúng. Và ta vẫn nhớ là một thành viên ta đã hạ gục được nhờ trên nguồn sát thương lớn từ Orina. Nhưng tiếp theo là hai màn phải trả giá từ các thành viên của Rainbow Warrior. Zin đang bị dính kỹ năng quyền của Artemis và Bia đang nhắm mục tiêu để móc, để coi móc ai. Đã thấy được Easy Love chưa có, không có tóc biến, không có trụ, tóc biến móc thẳng với Easy Love. Một hit bắn, hai hit bắn, gồng quyền và sẽ là màn hạ gục dành cho Artemis mà thôi. Artemis vừa có màn hạ gục. Mặc dù là mất tóc biến nhưng mà quá nhiều lợi thế trong giai đoạn ban đầu dành cho con Varus này. Thì có lẽ như là lúc mà đã băng tỷ đã trúng. Vót di chuyển tới, nhưng Vót không dám đại để chế ta đang đợi. Sóng âm đã trúng, có dám bay vào đá hay không? Đây Binzai có một cú sút ra, đó là kỹ năng E có thể giữ chân đối thủ lại. Một cú gõ, hai cú gõ, Binzai vẫn đang gắn ơ nhưng không bao nhiêu cả. Chiêu cuối từ Zin đã có, chiêu cuối đầu đi đặt cũng đã có, combo kỳ kích cũng đã có. Và Vót có được bài hạ gục. Ngược lại Artemis đang bắn vào Vót. Vót bỏ chạy, mưa từ lửa bùng ra, nó trúng vào người Yuki. Yuki đang quăng thoát đi. Glory điều lính cát chứ nó không đâm vào người Yuki, cho nên tạm thời team Well họ vẫn đang lỗ về người. Họ đang muốn gỡ lại một công trình. Họ đang muốn gỡ lại cái công trình này khi mà họ phải bỏ mất hai mạng của Bia cũng như là Binjay rồi. Nhưng mà không còn lính khi mà năm người của Rainbow Warrior đang có mặt ở đây để họ phòng ngự. Nếu như mà Glory ở trong pha đó anh ta không dịch chuyển thì anh ta có thể lấy luôn cái trụ hái của đường trên với 6 con sâu hư không có ở trên người. Nhưng mà cái trụ một của khu vực đường giữa có lẽ là hơi khó để phòng ngự, không có dịch chuyển đến từ Yuki hay Artifact. Và chỉ có 3 đại địa chấn. Đại địa chấn Ford. Được không? Combo kỳ kích vào đại địa chấn, hai thành viên Yuki đang di chuyển tới phân nhà đẩy ra. Khi này người gạt bên trong cũng đã nằm xuống rồi. Yuki có được màn chấm dứt. Những màn hạ gục rất chất lượng cho Kiyo đường trên bên phía của Rainbow Warrior. Một pha tấn công ra khu vực đường giữa khi mà tập trung đội hình sớm hơn đến từ Rainbow Warrior. Họ đã gỡ được khá là nhiều mạng ở trong pha vừa rồi. Nhưng mà Yuki cùng với cả Jin phải di chuyển về. Còn sứ giả được gọi ra thì rõ ràng là không có ai để phòng ngự cả. Tôi nghĩ nếu mà pha này có Belvet ở trong đội hình, tôi nghĩ rằng là một đèn luôn. Nhưng mà nhớ tới cái game phàm nhím nhờ. Đây ok, sớm hợp trúng nhưng chắc chắn tại vì bắt lại trong pha này có tóc biến. Đẹp thật sự. Và Glory liệu, ôi Glory đứng trong chân không tỉnh được, không tỉnh được. Nó từ cái trụ thứ 3 nó bay tới cho nên lâu lắm. Hình như là gần 2 giây mấy, gần 2 giây rưỡi luôn. Cho nên là đứng đó là đứng đó luôn. Mặc dù có tóc biến có thể là không phản ứng kịp ở trong pha rồi. Và anh ta cũng lên cho mình cái giày pháp sư nữa, cho nên là không thể nào mà trừ hết cái lượng hiệu ứng khống chế đến từ cái đại băng tiễn của Easy Love. Và con rồng thứ 3 là dành cho bên phía của Rainbow Warrior mà thôi. Cứ tưởng chừng như đây là một cái thế trận khó, nhưng mà những cái cú đại băng tiễn đến từ Easy Love đã gỡ lại được rất là nhiều dành cho họ. Đúng vậy, nếu như có được con rồng nước này thì nó sẽ đỡ cho Rainbow Warrior. Tại vì bạn đang bích bộ đội hình đẩy đường, bạn bị rỉa xong bạn về, các bạn hồi phục lại quay lại bạn đẩy đường tiếp vẫn ngon. Mà cũng quan trọng là ở trong giai đoạn sau là bên phía Rainbow Warrior họ có thể làm được những pha giao tranh giống như vậy hay không. Đây là điều mà chúng ta nói ở trong cái khoảng thời gian trước khi bước vào trong cấm và chọn, đó chính là Rainbow Warrior họ có kinh nghiệm giao tranh. Đây là các thành viên đã có một cái bề dày lịch sử ở trong VCS rồi. Cái họ cần đó là kinh nghiệm, và đây chính kinh nghiệm trong công trình của Team Well so với Rainbow Warrior và Glory. Lệnh sóng âm vẫn kịp, đại đề chấn vọng vào và Glory. Anh ta lướt được cái bộ chạy, kỳ kích của Spot đang chờ đợi để có thể hồi lại. Anh ta di chuyển tốc độ vô cùng nhanh, anh ta đâm một cái kiếm một cái bên dây để xem là xuất về hay không đây. Đây là hai thành viên không có sát thương, phải kêu thêm Artemis vào phụ, bay vào móc không thành công. Bên dây đang chờ đợi cơ hội cho một kỳ kích thành công, chiêu cuối được tung đã được Zin. Anh ta xuyên tích được một thành viên nữa, bên dây xuất một đối thủ ra và người đang gặp nguy hiểm là Spot với lượng máu vô cùng ít ỏi, cộng kèm thêm nữa là Orianna, nhưng cả hai đều đang thoát thân về thành công. Ngược lại bên dây mới là người phải hy sinh. Chưa kể đâu, Glory cũng phải nằm luôn theo ở pha trước đó. Zin. Như vậy là không thấy nha. Bị sút về, đang bị tấn công, Zin bốc hơi rồi. Tóc biến lên, móc vào tường, Artifact vẫn sẽ bị dính thủy lô tầm nhiệt. Easy Love đang chạy đồ hỗ trợ, mưa từ lửa được bung, sấm âm bay vào đá, móc được khá thành công, lệnh sấm âm giữ chân được hai thành viên, chứ không phải hỗ trợ thêm.
Tôi đang định khen Binzay ở cái chỗ là hình như anh ta hộ thể. Anh ta hộ thể tại vì các con mắt. Đó là một cái góc mà rõ ràng Binzay đã có thể lòn qua được cái tầm nhìn được rải ra của Rainbow Warrior. Giờ đây thì những phần thưởng mà Binzay mang lại cho những người đồng đội của mình đó là một con Baron. Ở trong 22 phút thi đấu, và chưa kể đến khoảng chừng 1 phút nữa con rồng nước nó sẽ xuất hiện, con rồng thứ tư của ván đấu. Họ có thể liên tục khai thác vào những cái trụ bậc thềm, trong khi đó đường dưới vẫn còn cái trụ 2. Thì những cái công trình bên phía của Rainbow Warrior sẽ rất là khó để có thể... Không vấn đề gì cả, vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Bây giờ anh ta nghĩ rằng đồng đội của mình có thể phòng ngự được, vẫn còn đại băng tiễn, vẫn còn lệnh sóng âm. Thì Artifact cùng với cái Easy Love cố gắng để phòng ngự tiếp cái công trình thứ 3 ở cái khu vực đường dưới này. Jin thì tìm góc để có thể lao vào, rồi BE cùng với Binzay liên tục chặn Jin lại. Hai bên đều đang có những tình huống nó không hẳn phải là ăn miếng trả miếng, nhưng có lẽ như Rainbow Warrior đang hài lòng với gì họ đang có. Họ đang giúp cho Yuki rất thoải mái trong việc phá hủy công trình và muốn trang bị. Nên là Glory với cái sải tay dài của mình cũng hoàn thành xong khoảng chừng 2 trang bị rưỡi, thì anh ta hoàn toàn có thể đi lại so với con rắc của Yuki bên phía cướp được không? Giọng đánh cướp được hay bị sút về, nhưng chắc chắn rồi vẫn sẽ là một sự hài lòng rất tuyệt vời của Rainbow Warrior. Họ có được con đồng thứ ba trong cái vấn đề của Team Well. Đây không phải là lượng tiền cung cấp từ Baron chất lượng, đây chỉ mới là 1k2, nó không đủ để gọi là một con Baron thành công. Đến cái này của Team Well họ sẽ cần nhiều hơn nữa. Đội hình của Team Well là đội hình có máu với Azir với cả Varus, mà bạn để đối phương có chừng 1-2 con rồng nước rồi thì cái khả năng cấu máu đến từ Artemis với cả Glory gần như là không đủ để ảnh hưởng. Cosmos đang đứng che đây, sút về thành công như người đang gặp nguy hiểm. Đó là Binzay có một cú dịch chuyển nữa, mưa tên lửa không phải đẹp với Spada. Đại băng tiễn đã trúng một thành viên. Yuki đang đi ngang qua mưa tên lửa để có thể tiếp cận được người đối thủ. Lệnh sóng âm đã trúng và đang gặp chịu chân lại. Binzay cũng sẽ phải đi theo. Glory kêu con lính của mình ra nhưng không có tác dụng. Và Rainbow Warrior lại một lần nữa họ đang làm đúng ý đồ của họ. Yuki được hỗ trợ đúng vào thời điểm mà cần được hỗ trợ nhất. Và Rainbow Warrior thành công. Easy love. Ôi trời, cái đại băng tiễn đó nó trúng vào cái thời điểm nhạy cảm nhất, trong khi mà đối phương bên phía của Team Well họ muốn xuống bắt người, họ muốn bắt vào Yuki. Nhưng mà ai bắt ai khi mà cái đại băng tiễn nó trúng vào thành viên quan trọng đó là Spada, không kịp dùng tốc biến và nằm xuống mất hai người. Và cái trụ một ở khu vực đường giữa này có thể là Rainbow Warrior rất không cho mình cái khiên thái dương, cái khiên thượng giới. Từ từ. Nhưng mà khoan đã, Baron được ăn, đại băng tiễn trúng, đội đỏ đã có được Baron, nhảy vào. Mọi thứ đây cho mọi người, đại băng tiễn nó đã xài trước đó thì đồng nghĩa việc là bên phía Rainbow Warrior không có công cụ để có thể giao tranh. Tóc biến lên, móc sóng âm không thành công. Artemis đang muốn nhắm vào Easy Love và Artemis công kỹ năng quy của mình trúng vào Easy Love, ui bay một cây máu rất là lớn. Và Easy Love sẽ cần phải lùi về. Một cái lượng sát thương quá lớn đến từ cả Artemis cũng như là Glory. Bất kỳ ai trong đội hình của Rainbow Warrior có thể cạnh tranh con rồng này. Và Team Well họ chặn được linh hồn rồng, chưa kể đó có thêm cả bùa lợi Baron. Bù lợi Baron này sẽ là bù lợi Baron. Binzay hộ thể, sóng âm vào sút về rất hay. Cú móc không cần tới luôn, Artemis dứt điểm được đối thủ. Đây là cơ hội để cho Team Well có thể end được ván thi đấu này rồi. Không còn Artifact, không còn lợi sóng âm, lấy cái gì ra mà thủ. Uzak đang chặn lính nè. Thật ra là không cần tới lính. Cái đám nồng nọc đang được hỗ trợ của Team Well thì thật nó cũng hỗ trợ được đấy. 10 giây nữa thôi là đám nồng sẽ quay trở lại đó. Ép cho bên phía của Rainbow Warrior phải mất một dịch chuyển để có thể quay trở lại phòng thủ. Nồng nọc xuất hiện. Khi này sợi xích đã trúng của Rainsport đang cố gắng cân nhưng mà cân không nổi rồi. Spada đem dốt bên trong đại địa trận. Thủy lo tầm nhìn hất từ Spada, con đi tóc biển đẩy được hai người phía bên trái. Ngay lập tức đó là một tình huống quá đẹp đến cả thành của Team Well. Yuki đang cố gắng cân nhưng mà cân không được. Màn hạ gục liên tiếp cho Glory. Team Well thắng ở trong ván thi đấu đầu tiên của cặp trận đấu này. Mặc dù là có nhiều vết xước, rất nhiều vết xước ở trong ván thi đấu này, nhưng mà Team Well vẫn có thể vượt lên để mà lấy đi con Baron cũng như là con rồng, con linh hồn rồng của bên phía Rainbow Warrior và kết thúc ván đấu đầu tiên trong cặp BO3 này. Và chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu thứ hai, cuộc chạm trán các thành viên của Rainbow Warrior và đối thủ của họ Team Wales. Đội nào sẽ đội giành chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ hai? Cướp ngược, ba thành viên còn lại cướp ngược. Và tôi đang thấy một Nautilus di chuyển vào để có thể hỗ trợ con mùa xanh biết dây giữ lại được. Ủa? Và chỉ có đầu thôi rồi, mất hết rồi. Easy Love còn mất cả khi mà một con Ash không có tốc biến, mới chỉ có level 1 mà thôi. Jin còn tốc biến, còn thiêu đốt, nhưng mà anh ta mất thiêu đốt trong pha đó cũng không kéo theo được mạng của bất kỳ ai cả. Và nếu mà đợt lính này được đẩy vào và Binzay sẽ nhận được thông tin của những người đồng đội, liệu có băng trụ tiếp hay không? Không, khi mà Jin vẫn còn tóc biến trên người. Xong rồi. Ồ, chưa gì cách biệt 2.000 tiền rồi. Gần 2.000 tiền qua 3 phút thi đấu.
bây giờ chúng ta có thể gọi là gần như là end game rồi nhờ. Tại vì cái thế mà thua như vậy là nặng lắm. Ủa, đừng giữa Glory lao lên trao đổi nhẹ với Artifact. Anh ta mang cái bước chân thần tốc nên là cái khả năng hồi phục ở trong giai đoạn đường với sẽ nhỉnh hơn. Với thật ra bây giờ Glory đỡ hơn ván trước. Cái ván trước là bởi vì Binzay bị nhìn thấy, cho nên là Glory không có nhiều thông tin. Nhưng hồi nãy là Binzay chủ động là người cướp rừng, cho nên Binzay có nhiều thông tin hơn. Spada thì sao? Spada bị bắn trụ không? Không có biết. Combo kỳ kích, khóc tung lên, cầu sấm đã trúng, bay vào. Ý, trụ nó bắn spot, bắn tóc biến, Yuki đổi mạng. Ôi đổi vậy vẫn lời một quay lính. Đã đang muốn tấn công, Spot có mặt ở đây. Né được rồi, chuyển sang dạng búa gõ làm chạm, Spot di chuyển tới và sẵn sàng combo kỳ kích, không có tốt được Spada. Spada đang cố gắng bỏ chạy bằng những gì ta có và cầu sấm đã trúng giúp cho Yuki có được bài hạ gục. Binzay chạy ra đây hỗ trợ. Binzay đi bộ theo rồi. Tóc biến đây chạy, Jin sẽ dí đem một siêu tập kích. Tóc biến lên siêu tập kích, nhảy một cái hất tung lên Spot, combo kỳ kích và Yuki tóc biến lên gõ bố một người Binzay. Binzay sẽ nằm mà thôi và mang cho Spot. Tuyệt vời cho các thành viên của Rainbow Warrior. Một pha đầu tư tóc biến và Yuki có thêm mạng hạ gục dành cho mình. Nhưng mà trời ơi, thì sao? Tội nghiệp thật sự. Easy Love gần như là không được chơi game ở trong ván đấu tóc này. Tóc biến lên móc vào tường, Atomis di chuyển tới đang bắn một phát, hai phát, ba phát. Nhưng mà thật ra với lượng máu này thì Easy Love hơi toang. Easy Love hơi toang, anh ta sẽ không được nhìn mặt lính ở trong khoảng thời gian này. Anh ta sẽ không được nhìn mặt lính nữa khi mà cả Artemis cùng với KBE liên tục gây áp lực ở cái đường dưới này. Trong khi đó Spot ở cánh trên đang liên tục hỗ trợ cho Yuki có thêm mạng hạ gục và bây giờ thêm 3 con sâu hư không nữa trong giai đoạn đầu của ván đấu. Phần nào đó thì Rainbow Warrior đã gỡ lại được khá là nhiều ở trong những chệch choạc trong những phút ban đầu. Nhưng liệu là cái việc đánh tiếp ủ phía bên này là sao? Đây đang bị giữ chân lại, Artemis di chuyển tới, combo kỳ kích khá là thành công, hất tung lên được Binzay. Binzay một mình cân ba thành viên, vẫn đang cố gắng bắn, cũng một khá là ổn. Lệnh sâm âm được bung ra và một thành viên đã phải nằm. Jin vẫn đang cố gắng nỗ lực hất tung được một thành viên lên, nhưng đây là Artemis và anh ta bắn không hề ngừng nghỉ trong khoảng thời gian vô cùng dài. Glory đã tóc biến sử dụng các lao động, nhưng Glory vẫn đang đợi đến bên kia thiên hạ của mình hồi lại. Một cú lính khác nữa mà đâm vào người Artemis là Artemis nằm xuống, nhưng mà tiếp theo hết cơ hội. Trang bị sát lực đầu tiên cũng là chuyện dễ mà thôi. Còn Artifact bị bắt lại và Artifact nằm xuống mạng cho đến Binzay. Họ team well, họ tính được cái thời gian chiêu cuối của Artifact, chưa kể đó là chưa hồi lại tốc biến. Cho nên Binzay bị hất tung lên. Spot đang muốn cân, Jin nhảy vào để có thể hỗ trợ giọng đại để chấn sát thương đang bồi vào là khá nhiều. Có thiêu đốt bồi nữa và mạng chấm dứt. Ui, mạng chấm dứt dành cho Jin. Thì coi như pha này nếu như mà Spot nằm xuống là lỗ nào. Ui, Spot còn có một ngược về nữa. Spot highlight. Spot làm gì thế? Nếu mà trong pha đó tôi đoán ông làm thì Spot anh ta muốn đợi cho Glory dùng các lưu động để truy đuổi Spot. Thắc mắc là nếu mà Team Well ở trong ván đấu trước họ ưu tiên sâu hư không rất là nhiều, nhưng mà trong ván đấu này họ à, tại đường trên họ lỗ á. Đúng rồi. Hồi nãy bị căng hai pha rồi tôi quên mất cái đường trên của Team Well. Mặc anh ta có một cái không hề có lợi thế giống như ở trong ván đầu tiên. Và ở trong cái ván đấu thứ hai này thì Spada không thể nào mà kiếm Mayumu. Ê, bị bắt lẻ kìa, Binzay bị bắt lẻ. Và Binzay đang phải chạy bằng báo nghiệp thương. Binzay còn tóc biến, chi cuối bung ra. Mỗi bên này nó mất. Ui, Binzay né được không né được. Và kỹ năng vừa đủ chuẩn trị để giúp cho Artifact có được bài gục. Mất tóc biến vẫn phải để lại cái mạng đó dành cho thế Rainbow căng. Warrior. Giờ đây thì rõ ràng là họ Rainbow Warrior đang từng bước một cố gắng kéo. Nếu kéo lại cái ván đấu này khi mà cánh dưới của bản đồ một con Azir, một con Varus trong tay của Artemis đang có một cái lượng sát thương thực sự là quá dồi dào đi. Và giờ cái vấn đề của Rainbow bây giờ là như thế này. Bên phía Team Well họ không sâu được 6 con sâu, nhưng họ đang có cách để có thể cản 6 con sâu nó tấn công vào bên trong khu vực công trình. Họ đang có được cánh dưới khỏe, một Azir đang khỏe, một Artemis cũng đang khỏe. Điều này sẽ nhằm gián tiếp khiến cho Rainbow Warrior rất là hạn chế trong việc là tấn công vào bên trong khu vực công trình. Từ đó 6 con sâu hư không sở hữu được của Rainbow Warrior sẽ bị giảm thiểu đi cái nguồn sức mạnh của nó. Chưa kể đó là đây là rồng đầu, là rồng họ đang muốn tập trung người lại để bắt đầu khai thác tiếp con sứ giả này. Tại vì bây giờ có cả Glory và Artemis ở đây thì sát thương họ không bị thiếu. Thiểu Lôi thì được bung ra, sở thích cũng đã bung ra một thứ dụng và người và khiến cho Spot phải sử dụng combo kỳ kích để có thể bỏ chạy. Khá nhiều chỉ cứ mất đi, ngược lại chưa lấy được mạng của Spot. Liệu Spot có thể thành công trong việc cướp người hay không? Đây sứ giả đang mất đi sự kiên nhẫn. Nó đã kiên nhẫn lại rồi và đang gõ liên tục người bên dây. Jin di chuyển tới, Jin cướp thành công nhưng quyết định là sử dụng chiêu cuối của mình để nhảy vào. Glory đang bị tác động, Yuki lấy được cái các lưu động của Glory. Sứ giả đã giận và nó hết sự kiên nhẫn, nó lui về khu vực hang của nó.
Còn trong cái đó thì Rainbow bây giờ đang đứng đường hàng cho nên họ là đội chủ động tác ngược lại. Cú móc khá thành công, lao và tấn công, mưa tên lửa được bung ra, chi phú được bung ra và Jin một mình đang tương đối cô độc, nhảy vào tấn công đó là Yuki. Yuki đẩy được một thành viên ra, Binsay đã phải nằm hay chăng đây? Không, ta không nằm, tóc biến đẩy được. Yuki mất tóc biến được để thoát đi, cầu xăm trúng vào người Glory. Artemis lùi ra, Islam đang bắt đầu bắn, tán xạ tiện đã trúng, đang chờ đợi để kích kỹ năng quy của mình lên. Anh ta tác động vật lý được vào mấy lần của Spada, anh ta bật kỹ năng quy lên bắn nhưng mà đam không có. Yuki sẽ cần rất nhiều sát thương để hỗ trợ diện phát bóng của ta chọn thì móc đúng hay không đây? Đúng. W đã trúng, lao vào tấn công, có người hỗ trợ. Easy Love đang bắt đầu bắn, diện phát bắn nó thật sự là yếu và Sport đang bị giữ chân lại bằng sợi xích. Nó đã trúng và Binsay sẽ phải lui ra sau khi mà Sport đã bất liên tốc biến của bản thân mình. Như vậy là con sứ giả đang nắm cỡ khoảng 70% trong tay của Tewell. Rainbow Warrior mất 4 cái tốc biến trên các thành viên của mình, cho nên cái việc cạnh tranh sứ giả Yuki mà nói Spada vẫn có những cái lao điện để chắc làm dịch hoặc là để cấu rỉa, nó sẽ làm chậm cái nhịp tấn công. Cái nước mắt này nữa là coi như là Easy Love gần như không thể nào bắn lại được Artemis, mặc dù đây là một con Varus sát lực, nhưng mà khi mà đứng gần lại với nhau với cái mưa kiếm được kích hoạt thì rõ ràng cái lượng sát thương mà Artemis có thể gây ra là Easy Love gần như không thể nào mà đánh lại được. Rainbow giờ thật ra bây giờ cái lối chơi của họ từ lái để coi lái. Lái như thế nào. Chiến xe mang tên Binsay tới đây và ai sẽ là người được chọn đây nào? Cái trụ thứ hai. Thả ra mưa tên lửa, tóc biến lên bán mệt thương. Easy Love đang bị bất ngờ và ta sẽ phải nằm xuống cái chân này. Yuki gõ được Binsay ra nhưng người ta không gõ được Spada ra và đồng nghĩa với là Tewell họ có được công trình. Mad play đấy. Mad play. Bạn có một con sứ giả phải nói là tuyệt đỉnh, IQ 2 tỷ đến từ Binsay. Bạn cứ ngỡ rằng sẽ là công trình, bạn cứ ngỡ là số 1 trụ 2 nhưng chúng tôi nói không có chuyện đó. Đại băng tiện đã trúng, Spada sẽ phải nằm xuống mà thôi, anh ta đang bị đổ khung. Quang đã nằm, tuyệt vời đến từ Artemis và Artemis đang cầm với Luda Sport combo kiệt kích lấy được tóc biến dòng đầy để chấn thủy lo thành việc hất tung được Jin lên đang gồng quy đó. Artemis cấp liêu vào bên dây lao sẽ không hỗ trợ Sport đã phải nằm rồi đẩy được đối thủ ra và Jin sẽ phải nằm mà thôi trước những con lính cát mạnh mẽ của Glory. 14-8, 15-8 cho các đội của Tewell. Đó là pha mà di chuyển lại để cố gắng tấn công đến từ bên phía của Rainbow Warrior. Cái vấn đề là thiếu sát ưu từ Glory bắt lại, thôi chia thiên hạ chưa có thôi đi bụi rồi. Mãi nhạch dai, dành cho Orin nè, Uzuki cũng mém tí nữa là đi đấy. Nhưng mà khoan đã có Binsay W trúng, Artemis dứt điểm đường dây, phía bên đây BE móc được một thành viên lên, di chuyển tiếp tục là Binsay và BE vẫn đang bị lâu máu đấy. Sợi xích nó không trúng, Artemis gồng quy trúng với người Sport. Và bên phía Rainbow bây giờ họ đang hướng tới, thật ra bây giờ không còn gì để hướng cả. Không sao, Spada ở một cánh dưới của bản đồ đang cố gắng khai thác tiếp. Họ là lượng tầm nhìn tóc đứng lên xuyên tâm kích, Binsay còn có khoảng nửa cây, móc ngược lỡ lại rất là hay. Sở thích cũng đã trúng, chiêu cứu được bung ra nhưng không ai sát thương thêm cả. Cho nên bắt buộc Jin phải nằm, Boss combo kiệt kích bỏ chạy. Thôi rồi, Rainbow bây giờ sẽ phải lùi về. Và họ sẽ phải giữ nguyên cái lối chơi mà trước đó họ đang làm, đó chính là ăn rồng. Ăn rồng thì ăn rồng là không ngừng bỏ cuộc. Rồi. Bây giờ là quay trở lại với ván đấu khi mà tưởng chừng như là Rainbow Warrior sẽ bắt được người ở trong pha đó. Nhưng mà không, Jin mới là người phải bỏ cái mạng của mình lại. Mặc dù là con tóc biến, con chiêu đã dùng mạng lại. Rainbow Warrior họ sẽ có thể làm được gì đây? Thật ra là khó lắm. Jin đứng đợi để có thể, đây là điều bắt buộc, tức là bắt lại một thành viên. Nhưng mà người đang bị bắt lẻ là Sword. Và Sword bị kẹt lại. Sword tóc biến W bay vào đánh luôn, không cần xài tới cái W trúng luôn. Ở trong ván đấu này thì VE nhìn thấy là cái lượng sát thương của Yuki Artifact một cái trải tay quá dài, cho nên là anh ta quyết định là lên cho mình cái thiên vàng Thái Dương. Rồi bây giờ làm sao mà con Baron đây, bên phía Rainbow giờ làm sao cướp được Baron, họ đang bị thiếu. Thật ra cái R của Artifact có thể cướp được nhưng nó khó. Lý được trúng, bay ra đánh, bán người thương bung ra. Hãy nhìn kìa, Jin xài chiếc cuối mà không ai hỗ trợ thêm cho ta cả. Và ta nằm xuống với tốc độ tương đối là nhanh. Và Tewell họ đang bắt đầu tăng tốc pha giao tranh này bằng cách đạp VE móc vào người của Artifact. Artifact mất máu rất nhiều, Binsay đang cố lập Easy Love ở phía bên trái. Còn Ryuki đang di chuyển tới nhưng lượng máu quá đổi của anh ta không cung cấp được gì thêm cả. Tewell thắng trong tình huống giao tranh này, họ sẽ có Baron free. Họ sẽ có Baron và 4 thành viên của Tewell sẽ có mặt để dứt điểm con Baron này. Và những nỗ lực đến từ Rainbow Warrior sẽ không có nghĩa lý gì cả trước một con Varus có một cái lượng sát thương, một cái lượng trang bị quá lớn so với những gì mà Easy Love có thể mang lại. Tewell lại một lần nữa thắng trong pha giao tranh. Họ đang đưa Rainbow Warrior trong cái lượng tiền cách biệt đã là lớn rồi đấy. Đây là lượng cách biệt tôi cảm giác chắc là lớn nhất so với những cái thời điểm trước đây, những ván thi đấu trước nhỉ. Sau rất là trước khi mà kết thúc ván thi đấu á. Giữa đội hình của Tewell đang cử người xuống khu vực cánh dưới để hỗ trợ cho Glory đẩy tiếp vào cái trụ 2 và tiếp tục sẽ là cái trụ 3.
vào bên phía của Rainbow Warrior thôi, cố gắng phòng ngự nhưng mà BJ với tập đứng lên móc combo vào ngay lập tức, hất tung lên thêm kỹ năng quy qua thêm X nữa. Yuki lấy cái gì mà chạy, anh ta đã phải bóc cơ ngay lập tức. Rồi giờ đây là không có người nào bên phía của Rainbow Warrior có thể cấu máu được nữa, cả Yuki thì nằm xuống rồi, không có cầu sống và cổng gia tốc, không có ai phòng ngự lính và Jin đang bị tấn công bởi BJ. Hất tung lên nhưng mà lui về được, bị kéo trúng, cứ móc bừa là có người nằm thôi. Đơn giản như vậy thôi, Spada tiếp tục tìm được thêm một mạng nữa. 23-10 rồi, Team Well đang muốn kết thúc cặp trận đấu này bên số 2-0. Ngay lập tức Glory tác động vào công trình, một trụ bảo vệ nhà chính đang bị mất máu không ngừng nghỉ, nó vẫn đang tiếp tục bị mất máu và nó sẽ nổ trước hai phát bắn đến từ hai con lính ra được bồi thêm bùa lợi Baron. Glory đang bắt đầu tác động vào Easy Love bây giờ thật sự rất yếu ớt. Bị cách biệt 5 cái level so với Glory, hai lần sẽ gần như là mất nửa cái máu, đẩy ngược về không đẩy được. Và Glory đang mất rất nhiều máu từ dính cầu sống cầu tóc, anh ta đã phải nằm xuống. Nhưng cái nhà lính nửa cây, Spot nhảy vào hất tung, giữ chân được hai thành viên lại phía bên này, lên sóng âm giữ chân Spada và Spada cũng đã phải bốc hơi. Artemis đang muốn tấn công khu vực nhà chính được hay không đây? Ba con xe nó đang làm nhiệm vụ của nó vô cùng xuất sắc. Binzay đang đi bộ tới một cú bốc rất thành công. Chiêu cuối được Bunda Bia đang tác động vào người Easy Love quay qua triple kill đã có và Artemis bên ta kill chắc. No ban dành cho Artemis ở trong ván trận đó này. Nhưng Team Well đã có được điểm số đầu tiên của họ tại VCS 2024 cuối cùng. Lại là một chiến thắng nữa, một chiến thắng 2-0, nhưng mà lần này nó dành cho Team Well. Đội đã có một khoảng tuần đầu tiên khá là khó khăn khi mà phải đối đầu với kỳ phùng địch thủ của mình, đó là Gam. Nhưng mà giờ đây, sau khi mà đối đầu với Rainbow Warrior, họ đã cho thấy được rằng là mình vẫn còn đang phong độ tốt. Đúng vậy. Còn trong đó các thành viên Rainbow Warrior họ sẽ cần phải chỉnh sửa một vài cái nữa, đặc biệt hơn hết là ở trong những sự lựa chọn của họ, họ sẽ cần phải thay đổi một tí xíu về cái phương xạ thủ. Cảm giác Ash là ổn, nhưng từ nãy giờ ở trong suốt hai ván thi đấu Ash không có được một khởi đầu suôn sẻ. Ở trong ván đầu tiên là gọi là bị thua ở trong giai đoạn này đi được. Còn ván thi đấu thứ hai thì không cần nói tới.